Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review Thôn Phệ Tinh Không tập 119. Ở cuối tập trước, sau khi phi thuyền vũ trụ phi hành trong ám vũ trụ ước chừng 8 giờ, nó xuyên không gian vũ trụ để bay đến hành tinh Bạch Lan cách địa cầu 1.18 vạn năm ánh sáng. Ở phía bắc Bạch Lan Tinh, tại khu cực lạnh, một chiếc phi thuyền vũ trụ màu xanh thẫm cấp C9 đáp xuống trước pháo đài ở trung tâm căn cứ tổng kho. Đội bảo vệ pháo đài lập tức ra nghênh đón. Chúng ta bây giờ ở lại Bạch Lan Tinh 3 ngày. Công ty vũ trụ giả định cần đại khái 3 ngày mới có thể đưa thuốc huyết thống tiến hóa tới được. La Phong nhảy ra khỏi cửa khoang, dẫm lên lớp tuyết cực kỳ dày đặc tạo nên tiếng kêu kinh. Hồng và Lôi Thần cũng nhảy xuống đi cạnh La Phong. La Phong mặc y phục chiến đấu đỏ như máu, đai lưng thắt chặt, đuôi chiến y đung đưa trong gió lạnh. Lôi Thần mặc chiến y tương tự, Hồng mặc chiến y đen. Trong đó chiến y của La Phong và Hồng đều là do Ma Vân Đằng biến ảo mà thành Ma Vân chiến y. Chỉ có Lôi Thần là mua một chiến y nguyên lực bậc 2. Phụ trách ngoại bộ Minh Dục khoe khoang về thuốc huyết thống tiến hóa chẳng biết là thật hay giả. Lôi Thần thì thầm trên mạng vũ trụ giả định, ta không tìm thấy tin tức gì về thuốc huyết thống tiến hóa. Chỉ vì ngươi không có đủ thẩm quyền thôi. La Phong cười nói, cha tìm tin tức trong mạng vũ trụ giả định. Với thân phận bình thường như chúng ta thì chỉ dễ dàng tra ra một vài tin công khai không trọng yếu, không bí mật. Nhưng một vài tin tức dạng hạn chế thì cần có đủ quyền mới có thể xem. Nơi nào cũng có phân biệt đẳng cấp. Lôi Thần lắc đầu. Ở đâu mà không có? Người giàu và người nghèo, người chức quyền và dân thường. Hồng cười hững hờ. Vào lúc chiều muộn ngày thứ ba sau khi tới hành tinh Bạch Lan, vì được lớp tuyết trắng tinh hất lên nên bầu trời có vẻ như sáng hơn, một phi thuyền vũ trụ hình đĩa bay màu xám. Căn bản không dừng ở phi cảng liên hành tinh mà bay thẳng đến trước căn cứ tổng kho của La Phong. Trên thân phi thuyền vũ trụ có ký hiệu khổng lồ thể hiện công ty vũ trụ giả định. Phi thuyền dừng lại. Ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đứng trên tuyết kiễng chân ngóng chờ phi thuyền. Cái cửa khoang mở ra, ba người nam nữ mặc chiến y màu đen, nữ nhân chỉ huy xách một cái cặp ca táp. Hai người khác đi theo hai bên bay thẳng khỏi cửa khoang, rồi dừng lại trước mặt ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần. Nữ nhân chỉ huy đeo mắt kính màu đen, khi nhìn về phía ba người La Phong thì mắt kính hiển lên một chuỗi những dữ liệu chỉ riêng nàng mới có thể thấy. Đã xác nhận thân phận, có thể giao hàng. La Phong, Hồng, Lôi Thần, huyết thống tiến hóa tễ của các ngươi đây. Nữ nhân da trắng, mặt mũi lạnh lùng mở cặp. Bên trong cặp có ba ống tiêm dài nho nhỏ chứa chất lỏng ánh lên màu sắc tương tự lớp vỏ ống tiêm sặc sỡ. Rồi tách một cái, nàng đóng cặp ca táp lại đưa thuốc cho ba người La Phong. Cảm ơn. La Phong đưa tay nhận lấy. Ba người quay đầu bay vào trong phi thuyền vũ trụ, chỉ vài giây sau phi thuyền khởi hành bay thẳng lên trời, xuyên qua tầng khí quyển rời khỏi hành tinh Bạch Lan. Thuốc huyết thống tiến hóa ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều nhìn chiếc cặp ca táp. Đi, vào thôi. La Phong hô. Ha ha, không kìm được à. Hai mắt Lôi Thần sáng lên. Ba người La Phong đều tự lấy một phần thuốc huyết thống tiến hóa rồi đi vào phòng tu luyện của từng người. Thuốc huyết thống tiến hóa, La Phong nhìn chất lỏng màu sắc rực rỡ trong ống tiêm dài nhỏ trên tay. Chất lỏng đó đẹp không gì sánh bằng, vẻ đẹp làm động lòng người. Bắt đầu nào, không chút do dự, hắn liền mở đầu ống tiêm ra, sau đó đâm vào dưới da, từ từ đẩy. Chất lỏng sặc sỡ trong ống tiêm bắt đầu dần dần dung nhập vào trong cơ thể La Phong. Lập tức giống như những tế bào ung thư điên cuồng, bắt đầu điên cuồng nuốt chửng từng tế bào trong cơ thể La Phong. Cơn đau đớn như xẻ ra dốc thịt ùa lên đầu. La Phong nghiến răng chửi nhỏ nằm cuộn tròn trên mặt đất. Hàm răng cắn chặt phát ra tiếng kèn kẹt, còn lợi tứa máu tươi từ khóe môi rỉ ra. Thực sự là đau. La Phong, ngươi chịu đựng một chút. Thứ này cải thiện huyết thống, thay đổi từ những nơi sâu nhất nên đích xác sẽ vô cùng đau. Chịu đựng cho qua đi là được. Ba ba tháp an ủi. Còn phải chịu bao lâu? La Phong cảm giác ý thức mình đang run lên. Rất nhanh, không đến một giờ, ba ba tháp đáp. Một giờ, La Phong chỉ có thể liều mạng nghiến răng. Lại đau, vậy nhịn nữa. La Phong cũng không nghe hai từ hai phòng tu luyện bên cạnh có tiếng rên rỉ. Hiển nhiên Hồng và Lôi Thần cũng đang cố nén cơn đau đớn ghê gớm này. Xoang mũi La Phong phát ra một tiếng rên hừ hừ đau đớn. Còn trong cơ thể, từng tế bào trong cơ thể La Phong đều trở thành chiến trường, cho dù là tế bào cơ bắp, tế bào xương vân vân đều đang chiến đấu. Huyết thống tiến hóa của nhân loại theo lý thuyết là một quá trình từ từ biến hóa cực kỳ lâu dài. Còn thuốc huyết thống tiến hóa chính là do công ty vũ trụ giả định nghiên cứu làm ra. Thuốc tiến hóa có thể gia tốc loại biến hóa căn bản này nên mỗi một phần có giá thành rất cao. Trong phòng tu luyện, La Phong nằm xoài trên đất thành hình chữ đại. Y phục trên người đều ướt đẫm dán sát vào thân nên thấy rõ thân thể vô cùng cường tráng của hắn. Cả người hắn vô cùng mệt mỏi nằm ở đó không hề nhúc nhích.
Mệt thật, quá mệt mỏi, toàn thân như dã rời, bây giờ đến cả một ngón tay ta cũng không muốn động đậy. La Phong dùng ý thức nói với Ba Ba Tháp, nhưng rồi lại có một loại cảm giác thoải mái từ trong xương tủy, thật sự vô cùng thoải mái. Quá trình tiến hóa huyết thống đương nhiên đau đớn rồi. Sau khi tiến hóa xong, tự nhiên phải vô cùng thoải mái. Loại quá trình này kỳ thật cũng tiêu hao vô số lực sinh mạng của bản thân ngươi. Bây giờ ngươi nhanh chóng sử dụng Mộc Nha Tinh. Mộc Nha Tinh chính ẩn chứa vô số sinh mạng lực, có khả năng thúc đẩy tiến hóa sinh mạng. Bây giờ ngươi sử dụng là tốt nhất, Ba Ba Tháp liền nói. Hiểu rồi, La Phong gật đầu. Báo cho đại ca nhị ca biết để họ dùng Mộc Nha Tinh, La Phong căn dặn. Ba Ba Tháp liền thông báo cho hai người kia. Trên hành tinh Bạch Lan, ba người La Phong, Hồng, Lôi Thần đều đắm chìm trong tu luyện. Một viên Mộc Nha Tinh ẩn chứa năng lượng rất kinh người. Bình thường La Phong mỗi ngày chỉ có thể hấp thu trong một tiếng là cơ thể hắn đã hoàn toàn bão hòa. Hôm nay, vừa mới trải qua huyết thống tiến hóa nên thân thể vô cùng đói khát, đã điên cuồng hấp thu năng lượng Mộc Nha Tinh. Tuyệt vời vô cùng, La Phong khoanh chân ngồi xuống, trong tay cầm một viên Mộc Nha Tinh. Năng lượng ẩn chứa vô số sinh mạng lực điên cuồng dung nhập vào trong cơ thể. Mỗi một tế bào vừa mới phát sinh biến hóa về bản chất đều đói vô cùng nên điên cuồng hấp thu năng lượng. Chúng đều quá đói. Mỗi một dòng năng lượng vừa dung nhập vào trong cơ thể lập tức bị nuốt chửng. Loại quá trình hấp thu này tiếp tục duy trì không ngừng như vậy. Đại khái 25 giờ, một viên Mộc Nha Tinh toàn bộ được hấp thu hết. La Phong lúc này lại lấy ra một viên Mộc Nha Tinh khác. Quá trình hấp thu năng lượng Mộc Nha Tinh cũng chính là quá trình thân thể La Phong tiến hóa. Khi thân thể liên tục tiến hóa mạnh lên thì không thể nghi ngờ là tinh thần niệm lực của La Phong tự nhiên có thể chịu đựng được nhiều hơn. Vô số niệm lực tinh túy từ bổn mạng nguyên hạch dung nhập thẳng vào giữa thức hải, niệm lực trong thức hải càng ngày càng nhiều. Huyết sắc niệm lực tựa như một biển máu mênh mông với những đợt sóng mãnh liệt dâng trào, sau đó điên cuồng tụ tập lại hình thành một huyết cầu khổng lồ đang không ngừng nở ra co lại. Cả thế giới dường như chỉ có một viên huyết cầu. Tới lần co lại cuối cùng thì cả thức hải chợt nổ ầm một tiếng. Một viên hành tinh siêu nhỏ phát ra hào quang chói mắt được hình thành. Hơn nữa vẫn còn một viên hành tinh siêu nhỏ cũ. Trong thức hải, hành tinh mới quay chung quanh hành tinh cũ. Hành tinh cũ cũng xoay tròn với biên độ nhỏ, hình thành kết cấu hai hành tinh song hành. Niệm lực càng tinh thuần hơn, được hai viên hành tinh lọc lại, giống như một màn sương tràn ngập cả thức hải, đồng thời hư không chi tháp trong thức hải cũng bắt đầu phát sinh lột xác, cấp hành tinh bậc 2. Thân thể La Phong đã từ cấp hành tinh bậc 7 bước vào cấp hành tinh bậc 8. Tinh thần niệm lực thì bước vào cấp hành tinh bậc 2. Sau đó chuyên tâm, La Phong chân đạp độn thiên toa hóa thành một luồng hào quang nhanh chóng phi hành trong khu cực lạnh phía bắc hành tinh Bạch Lan. Tốc độ đáng sợ thậm chí còn làm cho cả lớp tuyết động cứng rắn phía dưới vỡ ra, hình thành một vết nứt. Một hòn núi băng bị một con cá kiếm màu vàng điên cuồng xuyên thấu, sau đó ầm ầm nổ tung, vô số tuyết động điên cuồng đổ xuống. Nhanh thật, La Phong đứng giữa không trung nhìn núi tuyết sụp đổ mà vô cùng thoải mái. Lão Tam Tam, từ xa xa có hai thanh âm truyền đến. Đến ngay độn thiên toa dưới chân La Phong như tia chớp lượn một vòng cung bay về phía xa xa. Ở đó, trên mặt tuyết có hai nam tử đang đứng. Một chiến y màu đen, một chiến y màu trắng, chính là Hồng và Lôi Thần. Bây giờ, Hồng và Lôi Thần đều vô cùng hăng hái. Lúc vừa mới sử dụng thuốc huyết thống tiến hóa, được La Phong nhắc nhở cần sử dụng Mộc Nha Tinh, hai người họ đương nhiên lập tức sử dụng ngay. Lúc này là lúc sử dụng có hiệu quả tốt nhất. Hồng quả nhiên đột phá thành công cửa khẩu lên thành cấp hành tinh bậc 1. Còn Lôi Thần nhân cơ hội này đã đạt tới cấp hành tinh bậc 2. Nhưng, cơ hội như vậy là khả năng khó lòng gặp lại. Huyết thống tiến hóa tễ dùng một lần thì hữu hiệu, dùng nữa thì cơ hồ không còn hiệu quả gì nhiều. Nhưng La Phong, Hồng, Lôi Thần cũng vô cùng hài lòng rồi, dù sao hiệu quả quan trọng nhất của thuốc huyết thống tiến hóa là làm cho con đường tiến hóa sau này của họ nhanh hơn một chút. Lão Tam Hồng cười nhìn về phía La Phong. Hả? La Phong hạ xuống, đứng trên tuyết. Tam tử, ta và đại ca đều suy nghĩ, chuẩn bị đi xin khảo hạch vũ trụ kiến tập ủng binh, ngươi nghĩ thế nào? Lôi Thần nhìn La Phong. Sát hạch thực tập vũ trụ ủng binh? La Phong giật mình. Cũng đúng thôi, đại ca bây giờ là cấp hành tinh bậc 1 nên có thể tiến hành khảo hạch kiến tập vũ trụ ủng binh rồi. Sát hạch thực tập vũ trụ ủng binh là sát hạch nhập môn trong rất nhiều loại sát hạch của Liên minh Vũ trụ ủng binh. Lúc trước hảo huynh đệ Hà Nhược và bố Lôi Mỗ chính là đi tham gia sát hạch thực tập vũ trụ ủng binh. Sát hạch nhập môn là để đào thải bớt những người không thích hợp cho con đường sinh tử mạo hiểm. Phương thức đào thải phần lớn là tử vong. Vận khí tốt mới có thể giữ được tính mạng. Do đó, sát hạch kiến tập ủng binh nổi tiếng là có tỷ lệ tử vong cao. Sát hạch thực tập ủng binh, La Phong lập lại. Thế nào? Hồng và Lôi Thần nhìn La Phong. Chuẩn bị khi nào thì xuất phát?
La Phong dò hỏi. Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, Lôi Thần không kìm được nói. Đương nhiên rồi, trước khi đi, chúng ta trước tiên phải vào mạng vũ trụ giả định xem xét kỹ, thăm dò xem khi tiến hành sát hạch lính đánh thuê rốt cuộc phải chú ý điểm gì. Vũ trụ giả định, DAOHAC Long Sơn, Cửu Tinh Loan. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người ngồi vây quanh một cái bàn đá bên ngoài. Trước mặt trôi nổi một cái màn hình, trên màn hình xuất hiện đại lượng tư liệu cần chú ý trong vũ trụ kiến tập ủng binh khảo hạch. Khảo hạch vũ trụ kiến tập ủng binh đều phải tiến vào giới chủ thế giới tiến hành khảo hạch. Bên trong giới chủ thế giới, ngoài việc có ẩn chứa các loại nguy hiểm lớn hơn nữa là đến từ các thành viên tham gia khảo hạch khác. Giết chóc tùy thời sẽ phát sinh, người khác sẽ cướp lấy vật phẩm khảo hạch của ngươi. La Phong đọc những việc cần lưu ý, nhíu mày. Tham gia kiến tập khảo hạch, nếu như là người mới cấp hàng tinh bậc 2 bậc 3, tốt nhất tìm được cấp hàng tinh bậc 8 bậc 9 tạo thành tiểu đội. Như vậy, đối mặt với việc cướp bóc nhất định cũng có sức phản kháng hoặc là năng lực bỏ chạy. Ngàn vạn lần, không được đi chung với một đám cấp hàng tinh bậc 1 bậc 2, cho dù vận khí tốt, tìm được vật phẩm khảo hạch, cũng bị người khác cướp mất. La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người nhìn những lưu ý trước mắt, nhìn nhau cũng có chút á khẩu. Nguyên lai nguy hiểm nhất, ngược lại là những lính đánh thuê tham gia khảo hạch. Lôi Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Lòng người khó đoán, Hồng trịnh trọng nói. May là chúng ta mang theo hai tên nô bộc. La Phong mặc dù cảm thấy áp lực nặng trịch, nhưng cũng không quá khẩn trương. Bởi vì lúc xuất phát, để phòng ngừa gặp phải một số phiền phức, La Phong mang theo hai tên hàng tinh bậc 9. Lúc trước hắn đã mua một đám nô lệ cấp hàng tinh bậc 9 về mà chưa dùng. Hai người này, một là tinh thần niệm sư, một là võ giả. Là hai người ưu tú nhất trong đám nô bộc mới mua. Nhóm nô bộc cấp hàng tinh bậc 9 này đều được La Phong truyền thụ một chút bí pháp tu luyện của Vẫn Mặc Tinh nhất mạch, nếu là nô lệ. Tự nhiên không sợ phản bội, cho nên ba ba tháp cũng không còn ngăn cản. Tìm cấp hàng tinh bậc 8, bậc 9, tạo thành tiểu đội. Lôi Thần cười ha ha, may là chúng ta có hai tên nha. Ừ, chúng ta không cần tìm người khác tạo thành tiểu đội. Hồng cũng cười, tổ đội. Cách này cũng không an toàn, không thể 100% tín nhiệm nhau được. Lúc nào cũng phải đề phòng sau lưng bị người khác đâm cho một đao, như vậy cũng không thoải mái chút nào. Vận khí ba người La Phong tương đối tốt, có hai cấp hàng tinh bậc 9 nô bộc, như vậy bọn họ liền có thể tạo thành tiểu đội 5 người, cũng vô cùng đoàn kết. Tại vũ trụ mênh mông, cùng một tộc người hoặc cùng quê quán cũng có tình cảm rất sâu đậm, dù sao trong vũ trụ chủng tộc nhân loại cũng quá nhiều, số lượng tinh cầu cũng là vô số kể. Ba, ba, nhìn cái gì vậy? Tiểu hài tử mặc chiến y La Hải nhảy bắn chạy tới. Đến đây, hôn ba một cái nào. La Phong chạy tới, ôm lấy cục cưng. Vào ban đêm, mấy người La Phong liền cưỡi phi thuyền vũ trụ rời đi hành tinh Bạch Lan. Việc đầu tiên để trở thành mạo hiểm giả, buộc phải tới trụ sở của Liên minh vũ trụ ủng binh. Đến lúc đó mới được chấp nhận là mạo hiểm giả, mới có thể tiến hành kiến tập thích binh khảo hạch. La Phong chính là đang bay tới Cầu Long Tinh. Nơi dừng chân của Liên minh vũ trụ ủng binh ở Cầu Long Tinh có thể nói là một tòa thành trì. La Phong, Hồng, Lôi Thần cùng hai tên nô bộc cấp hàng tinh bậc 9 đi vào trong đó. Người thật là nhiều a. La Phong than thở. Quả thực là tấp nập. Lôi Thần cũng cảm thấy phát hoảng. Đại lượng mọi người tiến vào Liên minh vũ trụ ủng binh, vượt qua 8 phần đều là đến tiến hành đăng ký làm mạo hiểm giả. 5 người nhóm La Phong đang ở trong đám đông đó, cùng những chủng tộc khác sắp hàng chờ đợi đăng ký làm mạo hiểm giả. Đại khái hơn 1 giờ sau thì xong. Thẻ mạo hiểm, đây là thẻ mạo hiểm. Lôi Thần nhìn cái thẻ trong tay. Đừng làm mất nha, làm lại phiền phức lắm đó. La Phong cười nói đi, chúng ta đi đăng ký vũ trụ kiến tập ủng binh khảo hạch. Người đăng ký làm mạo hiểm giả là nhiều nhất. Mà vũ trụ kiến tập ủng binh khảo hạch, ít hơn nhiều, La Phong căn bản không cần xếp hàng. Cấp hàng tinh bậc 2 tinh thần niệm sư, cấp hàng tinh bậc 2 võ giả, cấp hàng tinh bậc 1 võ giả, cấp hàng tinh bậc 9 võ giả, cấp hàng tinh bậc 9 tinh thần niệm sư. Các ngươi đều phù hợp kiến tập ủng binh khảo hạch. Thỉnh mỗi người giao nộp 1 vạn hắc long tệ. Rất tốt. Đây là nội dung nhiệm vụ khảo hạch của các ngươi, đem về xem đi. Kiểm tra thẻ mạo hiểm tạp của bọn La Phong một chút, rồi nhập số liệu của 5 người bọn họ vào hệ thống vũ trụ kiến tập lính đánh thuê khảo hạch. Bây giờ bọn họ có thể tham gia khảo hạch được rồi. 5 người liền tìm được một quán bar bên cạnh, tiến vào trong đó, tùy tiện gọi nước uống, liền lập tức bắt đầu cẩn thận đọc khảo hạch nhiệm vụ. Tiến vào giới chủ thế giới ở hành tinh Thương Lan, tìm 3 viên phong giác thạch, một cái sừng của con độc giác thiết tê một sừng. Rồi sau đó giao cho nhân viên liên minh ủng binh vũ trụ canh giữ ở cửa giới chủ thế giới. Như vậy là thành công, từ đó ngươi đủ tư cách là một vũ trụ kiến tập ủng binh. Khảo hạch nhiệm vụ chỉ có tác dụng kiểm tra.
mà không phải là mạo hiểm. Nhiệm vụ này có tác dụng để đào thải bớt một số người. Khẳng định không dễ dàng gì. Lôi thần nói thầm, lập tức cười nói Phong Giác Thạch, một cái sừng thiết tê một sừng. Người khác dùng tiền ở bên ngoài mua, đến lúc đó tự xưng chính mình tìm được không được sao. Nhìn cái này đi. La Phong giở đến trang 6. Phong Giác Thạch là một loại đá đặc thù trong giới chủ thế giới, ẩn chứa thuộc tính của thế giới đó. Mà hung thú thiết tê một sừng trong giới chủ thế giới đã được Liên minh Vũ trụ Ủng binh đánh dấu. Mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, khảo hạch vật phẩm liền được thu hồi. Cho dù có người mang ra ngoài, Liên minh Vũ trụ Ủng binh sẽ lập tức đánh chết ngay. Một khi phát hiện có người ăn gian, trực tiếp vĩnh viễn hủy bỏ tư cách tham gia khảo hạch, mà người buôn bán lập tức bị giết chết. Ba người La Phong và hai tên nô bộc đang thảo luận về nhiệm vụ khảo hạch của Liên minh Vũ trụ Ủng binh thì năm vị tiên sinh, một người đàn ông vô cùng gầy gò có cái lỗ tai đặc biệt lớn nở nụ cười tiến tới năm vị tiên sinh, là chuẩn bị tham gia vũ trụ kiến tập Ủng binh khảo hạch hả? Có chuyện gì sao? Đám người La Phong quay qua nhìn. Nơi diễn ra khảo hạch là ở trong giới chủ thế giới trên hành tinh Thương Lan trong tinh vực của Hắc Long Sơn. Ta có được bản đồ của thế giới đó, cùng một số kinh nghiệm của các tiền bối. Nam tử thấp giọng liền nói có cái này, xác suất thành công tối thiểu gia tăng một chút. Bản đồ vẽ tay, kinh nghiệm. La Phong nhìn người này một chút. Bao nhiêu tiền? Lôi thần hỏi. Không nhiều lắm, 100 hắc long tệ một bản. Người gầy liền nói. Mắc thế, 50 hắc long tệ một bản. Lôi thần nói thẳng. Xong, người gầy dứt khoát. Trên cầu Long Tinh, La Phong từ hai địa phương mua hai bản kiến tập khảo hạch kinh nghiệm, cẩn thận so sánh, bản đồ giống nhau như đúc. Nhưng kinh nghiệm thì không đồng nhất, khiến cho La Phong, Hồng, Lôi Thần cả kinh. Giới chủ thế giới này trải qua một thời gian sẽ có sự thay đổi. Tại cầu Long Tinh, La Phong mua cho hai vị bảo vệ hai chiến y, binh khí cấp 2. Thường thì cực phẩm binh khí cấp 2 có giá khoảng 10 ức hắc long tệ, nhưng chính mình sử dụng cũng chỉ là hạ phẩm binh khí niệm lực cấp 3. Tất nhiên hai tên nô bộc cũng chỉ có thể sử dụng binh khí trung phẩm cấp 2 thôi. Bậc 2, cấp hàng tinh mà nói thì cũng đủ dùng rồi. Sau đó đội ngũ của La Phong liền cưỡi phi thuyền rời khỏi cầu Long Tinh, tiến tới hành tinh Thương Lan có danh tiếng còn lớn hơn cầu Long Tinh nữa. Thương Lan Tinh có thể đứng trong top 100 hành tinh trọng yếu của đế quốc Hắc Long Sơn, vị lĩnh chủ của hành tinh này là một vị giới chủ. Nhưng hiện tại vị lĩnh chủ này không có mặt tại Thương Lan Tinh, Ngao Cốt, Thiết Nam Hà. Bắt đầu từ bây giờ, hai người các ngươi chính là thành viên trọng yếu của tiểu đội chúng ta, nếu gặp người muốn tiêu diệt chúng ta. Ba người chúng ta phải trông cậy vào các ngươi. Trong phòng điều khiển phi thuyền, năm người đều đang ở trong đó, La Phong cười nhìn hai tên nô bộc trước mặt, đây là hai tên nô bộc hắn mang theo, tướng mạo tương đối giống người địa cầu. Ngao Cốt là cấp hàng tinh bậc 9 tinh thần niệm sư, vô cùng gầy gò, hai má không có miếng thịt, mái tóc lộn xộn màu đỏ. Thực lực của hắn, đứng đầu trong đám tinh thần niệm sư mua được lần này. Thiết Nam Hà là một người cao lớn, hai tròng mắt trũng sâu, điểm khác người địa cầu duy nhất là trên trán có 3 miếng vảy, là cấp hàng tinh cấp 9 võ giả mà hắn mua được. Bảo vệ chủ nhân là sứ mạng của chúng ta. Lão giả Ngao Cốt liền nói. Chủ nhân, ngươi đừng nói như vậy. Giáo Nam Hà liền nói. Đừng khiêm nhường, tương lai tiểu đội chúng ta sẽ duy trì rất lâu. Nếu như tương lai tiểu đội chúng ta giải tán, trải qua rất nhiều vào sanh ra tử, các ngươi còn sống. Ta cũng còn sống như đã nói. Ta sẽ giải trừ sinh vật tâm phiến khống chế các ngươi, cho các ngươi khôi phục tự do. La Phong nói. Ngao Cốt, Thiết Nam Hà ánh mắt đều sáng. Tự do. Đây là điều khát vọng của mỗi một nô lệ. Nhưng có sinh vật tâm phiến khống chế, bọn họ căn bản không cách nào cãi lời chủ nhân. La Phong âm thầm gật đầu, nô lệ là không dám phản kháng, nhưng cho bọn hắn một niềm hy vọng to lớn, như vậy hai tên nô bộc sẽ càng thêm cố gắng. Hơn nữa La Phong cũng quyết định, chờ hai người này thực lực không đủ dùng, tiểu đội giải tán, có thể cùng chính mình rất nhiều vào sanh ra tử mà không chết, cấp cho họ sự tự do cũng rất bình thường. Tiến tới Thương Lan Tinh, phi thuyền chuẩn bị tiến hành vũ trụ xuyên toa. Thương Lan Tinh, Ngao Cốt, Thiết Nam Hà đôi mắt cũng có được một tia khát vọng, bọn họ sẽ cố gắng, liều mạng bảo vệ tốt La Phong. Bởi vì một khi chủ nhân thân tử, bọn họ liền xong đời, hơn nữa càng tuyệt vọng. Không phải mỗi một chủ nhân đều sẽ trả tự do cho nô lệ. Sau khi tiến hành vũ trụ xuyên không gian vũ trụ, phi thuyền vũ trụ hướng tới một hành tinh xinh đẹp màu thủy lam. Hành tinh thật xinh đẹp, cũng rất giống quê nhà của chúng ta. La Phong đứng ở trong phòng điều khiển, nhìn viên tinh cầu xa xa trong vũ trụ tán thưởng. Thật là rất đẹp, Lôi Thần cũng than thở. Bất quá thực sự kỳ lạ, Thương Lan Tinh này có đường kính không quá km mà có thể giấu kín giới chủ thế giới, diện tích của cái thế giới kia còn lớn hơn diện tích của Thương Lan Tinh gấp trăm lần a.
Thế giới lớn như vậy, nghe nói một số giới chủ cường giả đỉnh phong có thể làm cho nó giấu kín trong một viên đá vụn à. Một viên sỏi một thế giới, đây là thần thông phổ biến của giới chủ à. Hồng than thở. Giới chủ thế giới, vô cùng thần kỳ. Lần khảo hạch vũ trụ kiến tập ủng binh này chính là trong một cái giới chủ thế giới. Đến đây thì cũng khép lại tập 119 thôn phệ tinh không. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.